Mình chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 6 năm 2023. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tin mới nhất về tình hình thiên tai và đại hồng thủy đang hoành hành tại Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào, còn người dân của Trung Quốc thì chạy toán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn vì nơi này được cho là có độ cao 3.000m so với mực nước biển, số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Còn số khác khoảng vài nghìn người đang quyết định vượt biên trái phép sang Việt Nam xin được tị nạn. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai ngày đêm vẫn canh gác 24/24 giờ để không cho bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất của Việt Nam vào thời điểm này thì rất nguy hiểm bởi vì dịch bệnh COVID-19 được cho là đang có những diễn biến xấu và phức tạp. Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, mưa to đến rất to cùng với lũ quét, vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ào ào trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua, đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Mekong, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vân Nam, An Huy, Hồ Bắc, Chiết Giang ngập chìm trong dòng nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phải thốt lên rằng trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan hết cả rồi. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước cái bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được cả với Đức Chúa Trời. Những người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao, trong đó gần 100 con sông đang vượt mức cảnh báo động đỏ. Trong khi đó, một tin được cho là đen tối đối với cả Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa một cảnh báo vào một bản tin dự báo vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào đêm ngày hôm nay và trận mưa này được dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập lụt nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó, thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến nước sông Dương Tử dâng cao thêm một vài mét và đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng một tháng vì đợt mưa lũ này khả năng dự kiến sẽ kéo dài từ cuối tháng 8 mới kết thúc. Như vậy, có thể nói rằng tình hình mưa to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập vẫn chưa chịu buông tha. Và đây được cho là cái giá mà phía Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra cho thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Mưa to, gió lớn đã làm cho 29 tỉnh, thành phố của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Dẫu tình thế đang rất gay go và nguy cấp, nhưng giới quan sát cho biết tàu chiến và quân lính hải quân của Bắc Kinh vẫn đang cho phóng tên lửa và bắn đạn thật, ném bom ở gần quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, phía Bắc Kinh còn cho khai thác dầu khí trái phép và tiếp tục cho xây dựng, bồi đắp thêm một quần đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Hòng thách thức thế giới chính là cái sai của Trung Quốc và tội lỗi của Bắc Kinh không thể dung tha và chấp nhận được. Vì thế mà Đức Chúa Trời cũng như là Mẹ Thiên Nhiên vẫn phải nổi giận và trút những trận mưa to sấm sét đùng đùng giáng xuống Trung Quốc để trừng trị thay thế giới. Kính thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất xấu đối với Trung Quốc khi hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa trong ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc và dự báo rằng ngày kia mưa còn lây lan sang một số thành phố phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực vòi rồng, lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng của con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện tại vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được và nếu những điều này trở thành hiện thực, thì Trung Quốc chính thức bị xóa sổ vào cuối năm nay. Và ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Thưa quý vị, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong một bản tin thời sự lúc 19 giờ tối ngày hôm qua đã đưa tin,
Đứng trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn, con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo là sẽ nhấn chìm nhiều khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát khỏi sự nguy hiểm nằm dưới hạ nguồn con sông Dương Tử. Nhưng số lượng người sống và vùng hạ nguồn được cho là rất đông. Hơn thế nữa, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc làm cho nước từ đập Tam Hiệp xả liên tục biến thành những cơn sóng thần, cuốn trôi hết nhà cửa ra ngoài Biển Đông, làm cho dân chúng của Trung Quốc sống trong cảnh lầm than và màn trời chiếu đất. Được biết, hiện tại Trung Quốc đang còn hơn 170 triệu người dân bị mắc kẹt tại những vùng lũ và vùng trũng đang tìm cách thoát thân. Ông Tập Cận Bình đã lệnh cho giới chức của nước này phải đưa cho bằng được những người dân ra khỏi vùng ngập lụt kể trên. Việt Nam là nơi mà ông Tập Cận Bình nhắc đến để đưa người dân di tản sang. Tuy nhiên, liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp nên Việt Nam ra thông báo cấm cửa người dân Trung Quốc. Các lực lượng chức năng của Việt Nam nếu phát hiện ra người dân của Trung Quốc có dấu hiệu vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam bằng con đường bí hiểm nào đó thì ngay lập tức sẽ bị bắt và trả lại phía Trung Quốc. Đây được cho là một hành động rất quyết liệt và cứng rắn của chính phủ Việt Nam. Trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.